chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chuyển động thị trường, chương trình cập nhật những thông tin đa chiều về thị trường kinh tế. Sau đây là những diễn biến chính mà chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị trong chương trình hôm nay. Thị trường bất động sản ảm đạm. Trái phiếu doanh nghiệp bắt đầu hồi phục. Xu hướng sử dụng gạch không nung trong xây dựng. Thu phí tham quan Hội An cần lắng nghe ý kiến đa chiều. Câu chuyện kinh doanh mong muốn mang đến sản phẩm giàu dinh dưỡng cho người tiêu dùng. Công nghệ xe nhiệt mặt trời Indosun hân hạnh tài trợ chương trình này. Indosun là nhà cung cấp các giải pháp về năng lượng mặt trời tại Việt Nam, mang đến giải pháp năng lượng vĩnh cửu, đầu tư một lần, sử dụng mãi mãi. Indosun, đầu tư một lần, sử dụng mãi mãi. Thưa quý vị, ngày 10 tháng 4, Tập đoàn Dịch vụ Bất động sản DKRA, DKRA Group chính thức công bố báo cáo thị trường bất động sản nhà ở thành phố Hồ Chí Minh và vùng phụ cận quý 1 năm 2023. Theo báo cáo của DKRA Group, quý 1 năm 2023, thị trường bất động sản nhà ở thành phố Hồ Chí Minh và vùng phụ cận rơi vào trạng thái trầm lắng, thanh khoản ở mức thấp, nguồn cung mới lẫn sức cầu toàn thị trường sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2022. Cụ thể, phân khúc đất nền trong quý 1 năm 2023 tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh và vùng phụ cận ghi nhận 8 dự án mở bán với nguồn cung khoảng 385 sản phẩm, giảm đến 79% so với cùng kỳ năm 2022. Thị trường căn hộ ghi nhận 9 dự án mở bán trong quý vừa qua với nguồn cung mới khoảng 1.378 căn, tập trung chủ yếu tại thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. Nguồn cung mới giảm 67% so với quý trước và giảm 59% so với cùng kỳ năm 2022. Nguồn cung mới nhà phố biệt thự đón nhận 375 căn mở bán đến từ 9 dự án, giảm 39% so với quý 1 năm 2022. Nguồn cung mới tập trung chủ yếu tại Bình Dương. Loại hình bất động sản nghỉ dưỡng ghi nhận sụt giảm nguồn cung lẫn lượng tiêu thụ rõ rệt kể từ cuối năm 2022 đến nay. Ở phân khúc biệt thự nghỉ dưỡng, nguồn cung mới đón nhận 42 căn đến từ 2 dự án mở bán giai đoạn tiếp theo. Sức cầu thị trường ghi nhận mức thấp nhất trong vòng 10 năm trở lại đây với lượng tiêu thụ 9 căn. Mặt bằng giá bán dao động từ 3,1 đến 167,8 tỷ đồng một căn. Ở phân khúc nhà phố, shop house, nghỉ dưỡng, thị trường ghi nhận 21 căn nguồn cung mới đến từ 2 dự án mở bán giai đoạn tiếp theo, lượng tiêu thụ đạt khoảng 12 căn. Phân khúc condotel trong quý 1 năm 2023 ghi nhận nguồn cung mới khoảng 198 căn đến từ 2 dự án mở bán, lượng tiêu thụ mới đạt khoảng 6 căn. Theo DKRA Group, bước sang quý 2 năm 2023, dự báo thị trường có sự hồi phục đáng kể nhưng sẽ khó đột biến trong ngắn hạn. Thưa quý vị, sau thời gian ảm đạm, gần đây thị trường trái phiếu doanh nghiệp hồi phục đáng kể nhờ được hỗ trợ bởi hàng loạt chính sách. Nhiều doanh nghiệp huy động được hàng ngàn tỷ đồng để phát triển sản xuất kinh doanh. Theo Bộ Tài chính, trong quý 1 năm 2023, khối lượng trái phiếu doanh nghiệp đã được phát hành là 24.708 tỷ đồng, trong đó có tới 23.825 tỷ đồng, tương đương 96% tổng khối lượng trái phiếu được phát hành sau khi Nghị định 08 có hiệu lực. Lãi suất kỳ hạn phát hành bình quân là 7,75% một năm và 2,37 năm. Số liệu này cho thấy Nghị định 08 đã hỗ trợ các nhà phát hành cũng như củng cố niềm tin của thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Đây cũng là tín hiệu nhận biết các nhà đầu tư đang bắt đầu quay lại với thị trường. Theo dữ liệu từ chứng khoán VN Direct, trong quý 1 năm 2023, có 14 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong nước thành công, với tổng giá trị hơn 28.330 tỷ đồng, tăng tới 59% so với quý trước, và có 9 đợt phát hành riêng lẻ diễn ra sau khi Nghị định 08 ban hành, chiếm hơn 97% tổng giá trị phát hành riêng lẻ trong quý đầu năm. Đặc biệt, bất động sản là nhóm chiếm ưu thế về giá trị phát hành 85,55%, còn lại là ngành ngân hàng, xây dựng, hàng tiêu dùng, nông nghiệp. Thưa quý vị, thời gian gần đây, lợi dụng việc chuẩn hóa thông tin thuê bao, kẻ lừa đảo đã mạo danh cơ quan quản lý nhà nước hoặc nhà cung ứng dịch vụ mạng viễn thông, gọi điện cho người sử dụng điện thoại, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cũng như nhiều người, bà Nguyễn Thị Huyền ở phường Thanh Tuyền, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam không khỏi bức xúc về tình trạng cuộc gọi tin nhắn rác hoành hành.
nhất là thời gian gần đây, nhiều cuộc gọi lạ chủ yếu liên quan đến việc chuẩn hóa thông tin thuê bao. Nó vừa gọi điện, nó bảo 2 tiếng nữa chị sẽ bị khóa cái số SIM này. Chị lên đây hỏi về nhà mạng Vinaphone thì người ta giải thích như nào? Thì người ta bảo không sao, máy của chị chiến chủ của em trai chị không sao, không bị sao cả. Lợi dụng việc triển khai chuẩn hóa thông tin thuê bao, hiện nay xuất hiện một số cuộc gọi lạ mạo danh cơ quan quản lý nhà nước hoặc các nhà mạng rồi lừa đảo hoặc khai thác thông tin người dùng, phục vụ các ý đồ xấu. Những đối tượng này tự nhận mình là người của nhà mạng, gọi điện để cảnh báo nạn nhân về việc khóa SIM không chính chủ. Khi nạn nhân đang hoang mang, lo sợ, kẻ lừa đảo sẽ yêu cầu thực hiện theo các bước mà chúng hướng dẫn để thu thập thông tin cá nhân dùng vào các mục đích xấu khác. Thời gian gần đây là tôi nhận rất nhiều cuộc gọi, thậm chí có ngày gọi tới mấy lần để yêu cầu là tôi phải đi đăng ký SIM chính chủ, không có này khóa mà SIM lại không cho sử dụng. Không, tôi thì tôi già, tôi không biết đâu tin tưởng cả nên tôi cứ lên tại cửa hàng đây là tôi đăng ký. Làm cho nó yên tâm. Cái đầu số mời khách hàng đến cập nhật lại thông tin thuê bao là chúng tôi thông báo rõ ràng là chỉ có tin nhắn của nhãn của Vinaphone và của tổng đài Vinaphone bằng những cái đầu số 0888 001091 và đầu số 0911 001091 là những cái đầu số đấy của chính nhà mạng Vinaphone mời khách hàng đến điểm giao dịch của Vinaphone cập nhật thông tin thuê bao và tổng đài phối hợp với tổng đài Vinaphone để có những hướng dẫn cập nhật lại thông tin thuê bao và chỉ cập nhật thông tin thuê bao trên những cái đầu số mà mời gọi như vậy. Và cái thứ hai là trên cái app MyVNPT. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam đã có văn bản đề nghị các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc biện pháp đảm bảo các thuê bao đang hoạt động đều có thông tin đúng quy định và có thông tin trùng khớp với thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sau khi đối soát. Các cái cá nhân mà cần phải chuẩn hóa để theo đúng cái nghị định 49 thì Viettel có thực hiện là nhắn tin từ đầu số của Viettel đấy, thông báo là về thời gian, khuyến cáo là đến địa điểm. Ngoài ra thì có hỗ trợ tổng đài có brand name của Viettel gọi điện đến chứ không phải là từ các số cá nhân đấy nhá. Thì nhà mạng là có các cái đầu số tổng đài để gọi đến thì tuyệt đối là các số cá nhân thì khuyến cáo là bà con sẽ không nghe và hoặc là không cung cấp các cái thông tin trên các cái nếu mà các đối tượng sử dụng số cá nhân. Theo các nhà mạng, việc khóa liên lạc một chiều, hai chiều đều có lộ trình và thông báo, không có chuyện bị khóa ngay lập tức như các đối tượng thông báo tới chủ thuê bao. Để nhận được sự hỗ trợ, khách hàng có thể gọi tới tổng đài của các nhà mạng khi gặp các tình huống nghi ngờ. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân theo dõi kỹ các cách chuẩn hóa thông tin chính thức từ đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông. Thưa quý vị, nhiều ngày qua, thông tin chính quyền Hội An phân luồng vào phố cổ, siết chặt việc mua vé đối với tất cả mọi du khách đến tham quan khu vực 1, vùng lõi đang tạo ra nhiều ý kiến khác nhau. Trước phản ứng của dư luận, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hội An cũng cho biết sẽ tiếp tục lắng nghe để có điều chỉnh thích hợp. Trong kế hoạch tăng cường quản lý hoạt động tham quan phố cổ, Ủy ban nhân dân thành phố Hội An cho biết từ ngày 15 tháng 5, khách du lịch vào tham quan khu vực 1 trung tâm phố đi bộ sẽ được quản lý chặt. Chủ trương này ngay lập tức khiến cộng đồng mạng và người dân xôn xao. Và báo chí mình nghe nói tối Hội An là phải thu phí 8.000 đồng một người, và nhóm mình sinh viên nữa nên là không có đủ chi phí, và nhóm mình đi đông nên rất là tốn kém. Nếu mà có áp dụng thì mình nghĩ là mình sẽ không tới Hội An nữa mà tôi đi du lịch không thích. Thì là em cũng nghe nói là có thu vé nhưng mà tất cả mọi người bạn em đến thì cũng chưa thấy ai thu. Nhưng mà theo em thấy thì cái đấy thì cũng tốt nhưng mới với cả là một cái giá cả hợp lý. Thì khách, nói chung là khách du lịch người ta thấy đến, người ta đóng tiền, người ta thấy vui vẻ khi được vào bước chân vào đây chơi ạ. Tuy vậy, không ít ý kiến cũng bày tỏ sự ủng hộ chủ trương này của chính quyền địa phương, trong đó có không ít du khách nước ngoài. Tôi không vào đây miễn phí mà mua một vé để đi vào. Như bạn biết đó, phố cổ rất tuyệt vời, đường phố cần phải được bảo dưỡng, sửa chữa và dọn dẹp thường xuyên. Mọi thứ thật tuyệt và tiền vé đang giúp xử lý các vấn đề đó. Tôi nghĩ rằng việc mua vé vào là ý tưởng tuyệt vời. Chính quyền Hội An cho rằng quy định mua vé vào khu phố cổ đã có từ lâu. Nay Hội An tăng cường quản lý việc mua vé, chứ không phải dựng barrier lên để bắt buộc tất cả mọi người phải mua vé. Nơi buộc mua vé là trung tâm phố đi bộ, nằm trong quần thể di sản thuộc khu vực 1, chứ không phải toàn bộ phạm vi thành phố Hội An.
Giải đáp lo lắng này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hội An Nguyễn Văn Sơn khẳng định, người dân địa phương và các tỉnh lân cận nếu không vào với mục đích du lịch thì không phải mua vé. Các biện pháp về tăng cường kiểm soát sắp tới đây sẽ hết sức mềm dẻo, linh hoạt. Chủ yếu là đưa ra một cái thông điệp cho các cái đơn vị lữ hành là hãy có trách nhiệm với Hội An. Khi đến với Hội An thì hãy mua vé nghiêm túc cho du khách, chứ không có cái tình trạng là thả khách đi tự do như một số tour thực hiện hiện nay, và biến Hội An trở thành một cái điểm free, một cái điểm miễn phí, không có vé là không đúng. Bởi vì Hội An cũng như các di sản khác phải có trách nhiệm để mà quy động nguồn lực phục vụ cho cái việc trùng tu, phục vụ cho việc bảo tồn di sản theo đúng công ước của UNESCO, và điều đó hết sức tốn kém. Nguồn vé tham quan thì chỉ là một phần để phục vụ cho nhiệm vụ đó thôi, chứ không phải là tất cả. Theo thống kê, trong 1.000 khách vào Hội An thì có khoảng 40% người ghé vào mua vé tham quan, chủ yếu đều là khách quốc tế, còn đa phần người Việt đi du lịch khi vào phố cổ đều được tạo điều kiện. Hiện giá vé đang có hai mức 80.000 đồng dành cho khách nội địa và 120.000 đồng với khách quốc tế. Công nghệ xét nhiệt mặt trời Indosun hân hạnh tài trợ chương trình này. Indosun là nhà cung cấp các giải pháp về năng lượng mặt trời tại Việt Nam, mang đến giải pháp năng lượng vĩnh cửu, đầu tư một lần sử dụng mãi mãi. Indosun, đầu tư một lần sử dụng mãi mãi. Thưa quý vị, liên quan đến các công trình xây dựng sai phạm trên núi Sập An Giang gây bức xúc trong dư luận thời gian qua, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn khẳng định đã làm việc với chủ các biệt thự trái phép và cho họ tự tháo dỡ trong vòng 30 ngày. Trao đổi qua điện thoại, một lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn tỉnh An Giang xác nhận Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn đã yêu cầu ông Trương Văn Thành phải tự tháo gỡ biệt thự trong vòng 30 ngày. Tuy nhiên, ông Thành đề nghị gia hạn thêm vì sợ không làm kịp. Còn ông Dương Ngọc Lắm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn khẳng định các chủ biệt thự xây dựng trái phép trên núi Sập đã cam kết trong vòng 30 ngày sẽ tháo gỡ hết. Ngày 13 tháng 4, chủ các biệt thự đã bắt đầu tháo gỡ. Như đã đưa tin, trên núi Sập hiện có ít nhất 4 căn biệt thự đều xây dựng trái phép. Trong đó, người dân xôn xao bàn tán việc ông Tê, cựu lãnh đạo thành phố Long Xuyên có 2 nhà liền kề. Khi dư luận dậy sóng, chính quyền huyện Thoại Sơn kiểm tra thì phát hiện thêm 2 căn biệt thự của ông Trần Kiều Mai Diễm Phước, thường gọi là ông Beo, và bà Nguyễn Minh Lệ, cả hai đều ngụ tại thành phố Long Xuyên. Hai căn biệt thự này được xây dựng trái phép từ cuối năm 2021 đến năm 2022. Thưa quý vị, gạch không nung thay thế gạch nung truyền thống là xu hướng phát triển tất yếu trong xây dựng. Nhưng để gạch không nung thủ công thay thế được gạch truyền thống, thì các nhà sản xuất cần áp dụng giải pháp công nghệ trong quá trình sản xuất nhằm đảm bảo an toàn, thẩm mỹ và mức chi phí hợp lý. Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ chuyên sản xuất kinh doanh gạch ép tỉnh, gạch không nung, từ phế phẩm xây dựng đầu tiên của Việt Nam, công ty Cellbrick Việt Nam mỗi năm cung ứng cho thị trường hàng triệu viên gạch cũng như chuyển giao cho nhiều đơn vị có nhu cầu. Để có được sản phẩm gạch ống đáp ứng cho nhu cầu thị trường và đảm bảo chất lượng, tạo niềm tin cho khách hàng, công ty gạch ống không nung Ngôi Sao Bình Dương đã nghiên cứu và thiết kế ra máy ép gạch ống định hình không nung, hoạt động theo nguyên lý chạy tạo lỗ có chuyển động tách rời với khuôn cối. Ví dụ như tro sỉ của nhiệt điện hay là các công nghệ đốt lò khác, thì tụi tôi hoàn toàn có thể biến thành cái viên gạch. Tất cả các khách hàng đều hài lòng ở chỗ là nó không nứt tường. Và không chỉ thế là nó tiết kiệm công xây, vữa tô và vữa móng. Và quan trọng hơn là một trong các tiêu chí mà hiện nay mà Việt Nam phải đáp ứng trong cái việc xây dựng, đó là tiêu chí công trình xanh, chuẩn LEED của Mỹ, LEED. Đó, thì trong tiêu chí công trình xanh là sử dụng chất thải để làm ra sản phẩm, thì tụi tôi đã làm rồi. Cái thứ hai là tiết kiệm về quãng đường vận chuyển. Với sứ mệnh kết nối một cộng đồng vật liệu xây dựng không nung, an toàn, dựa trên công nghệ cao để tạo ra một hệ sinh thái bảo vệ môi trường và có trách nhiệm với xã hội, công ty gạch ống không nung Ngôi Sao Bình Dương tạo ra những sản phẩm vật liệu xây dựng không nung, an toàn từ các chất thải, chuyển giao công nghệ cho thị trường trong nước và ngoài nước vì mục đích bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu. Thưa quý vị, có vẻ ngoài như bao quả trứng gà thông thường khác. Tuy nhiên, điều khác biệt lớn nhất ở đây chính là hàm lượng chất dinh dưỡng ở quả trứng này sẽ cao hơn trứng thông thường, cũng như cách sản xuất ra những quả trứng này cũng khá kỳ công.
Và trong câu chuyện kinh doanh kỳ này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những quả trứng này có những gì khác biệt so với trứng gà thông thường quý vị nhé. Là một trang trại chăn nuôi như bao trang trại khác, nhưng ở đây lại cho ra đời những quả trứng sạch, an toàn, được gọi là trứng gà thảo dưỡng. Loại trứng gà này do công ty cổ phần đầu tư phát triển Khai Thông hợp tác cùng trường Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh, công ty trách nhiệm hữu hạn Cargill Việt Nam nghiên cứu thành công và ra mắt thị trường. Trứng gà thảo dưỡng, mình đặt tên là thảo dưỡng. Thảo là các loại cây cỏ có tính dược liệu và không có tính dược liệu. Dưỡng là dưỡng nuôi, chăm sóc, một quá trình dài. Cho nên gọi là thảo dưỡng thì nó sẽ mình áp dụng vào các loại chăn nuôi. Đó là phù hợp với chữ thảo dưỡng. Tuy nhiên về cái nguồn thức ăn của nó là từ cám Cargill trước đây. Bên cạnh đó là mình có ủ các loại ngũ cốc như bắp và một số lúa mì, đậu nành để lên men. Sau đó mình phối trộn với nhau tạo ra một cái công thức gọi là công thức thảo dưỡng cho con gà nó ăn, để nó đẻ ra cái trứng. Bên cạnh đó, khi con gà nó ăn cái thức ăn thảo dưỡng này vào, cái loại thức ăn này nó sẽ bài tiết vào cái hệ thống tiêu hóa của con gà, nó làm sạch cái cơ thể con gà, làm con gà nó khỏe mạnh trong quá trình nuôi dưỡng nó, cho nên nó đẻ ra cái quả trứng sạch, an toàn. Khi mình ăn cái quả trứng vào rất là thơm và ngon. Trước khi cung ứng trứng gà thảo dưỡng ra thị trường, công ty Khai Thông cũng nghiên cứu và áp dụng công nghệ cao vào lĩnh vực chăn nuôi, tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, phục vụ người tiêu dùng. Và gần đây, nhận thấy nhu cầu sử dụng trứng gà của người dân hiện tại khá cao, cùng nhu cầu thị trường đang lớn, ông Thông quyết tâm hợp tác nghiên cứu và cho ra đời sản phẩm mới nhằm đa dạng hóa sản phẩm cho công ty, cũng như đáp ứng nhu cầu thị trường và đưa đến tay người tiêu dùng những quả trứng gà giàu chất dinh dưỡng. Trứng gà thảo dưỡng thì mình có test một số cái hàm lượng về vi sinh là đạt, hàm lượng dinh dưỡng, hàm lượng protein, các loại mua khoáng. Đặc biệt mình thấy có cái hàm lượng chất béo của cái trứng gà thảo dưỡng nó thấp hơn cái trứng gà thông thường là khoảng 50%. Bên cạnh đó, cái quả trứng của gà thảo dưỡng của mình test thì nó không có các cái loại kim nặng, loại nặng, cho nên là cái quả trứng gà thảo dưỡng có thể là uống cho những người thiếu canxi. Đến nay, mỗi ngày Khai Thông cung cấp ra thị trường khoảng 5.000 đến 7.000 quả trứng. Dự kiến nửa sau năm 2023 sẽ cung cấp khoảng 20.000 quả trứng mỗi ngày. Và với quy mô trang trại có 300.000 con gà, trong tương lai gần, Khai Thông sẽ cung ứng từ 250.000 quả trứng mỗi ngày cho các điểm bán hàng. Về nguyên liệu thức ăn chăn nuôi thì mình kết hợp với công ty Cargill. Công ty Cargill là công ty của Mỹ, rất là chuẩn trên thị trường Việt Nam, thậm chí là trên thế giới. Còn nguồn giống thì mình kết hợp với công ty CP, mình làm cái giống Isabra, con gà màu nâu, để có hai cái nguồn đó. Còn cái quy trình chăn nuôi của mình thì mình nuôi quy trình khép kín từ cái con giống đến chuồng trại và đến đầu ra, tất cả hết là hệ thống chuồng lặng khép kín. Trải qua nhiều năm hoạt động, công ty Khai Thông đã gặt hái được một số thành công như Top 10 Thương hiệu Mạnh Đất Việt 2022, Top 10 ASEAN Top Brands Award 2022. Và hiện nay, trứng gà thảo dưỡng được cung cấp chủ yếu tại hệ thống của một số siêu thị và hệ thống online trên toàn quốc. Trong tương lai, công ty mong muốn sẽ cung cấp loại trứng này trên toàn quốc cho hệ thống siêu thị, chợ nhỏ và những chỗ bán lẻ để người dân có thể mua và sử dụng. Câu chuyện vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 8 giờ sáng thứ Bảy tuần sau. Mọi đóng góp cũng như những thông tin liên quan đến thị trường kinh tế bất động sản, quý vị có thể chia sẻ thông tin về địa chỉ email thoisutvoavongtuitre.com.vn. Chương trình do truyền hình Báo Tuổi Trẻ, Big Vision Media cùng Indosyn, công ty cổ phần công nghệ nhiệt mặt trời phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại.